con thuyền nhỏ neo đậu trước cửa mỗi nhà. Những căn nhà ngập sâu trong nước. Ít ai nghĩ rằng khung cảnh mang dáng dấp sông nước miền Tây này lại thuộc về huyện Trương Mỹ, vùng đồng bằng chỉ cách trung tâm Hà Nội, chưa đầy 35 km. Đã một tuần kể từ ngày nước sông Bùi tràn vào làng xóm, hơn 1.300 hộ dân tại huyện Trương Mỹ vẫn đang ngập trong biển nước, có nơi nước sâu tới 2 mét. Mưa lũ kéo dài đã làm vỡ hai đập tại xã Nam Phương Tiến và xã Tân Tiến, làm hư hỏng 601 mét kênh và 103 cầu, cống, đập nhỏ. Nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại nghiêm trọng, 1.874 con gia súc và 184.912 con gia cầm bị ảnh hưởng. Người dân phải dùng thuyền để di chuyển vì đường xá bị ngập nặng. Nhiều người già, trẻ nhỏ trên địa bàn thôn hiện đã sơ tán đến các thôn khác. Thống kê thiệt hại của huyện do ảnh hưởng bởi mưa lũ sau bão số 2, ước tính khoảng 92 tỷ đồng. Chiều 30 tháng 7, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp khẩn với Thường trực Thành ủy cùng một số cơ sở, ngành và một số huyện bàn giải pháp phòng chống lũ lụt cấp bách tại các huyện Trương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất.